Chào quý phụ huynh, mến chào các con. Hôm nay thầy rất vui được đồng hành và hướng dẫn các con học môn toán lớp 2 sách cánh diều trên sóng phát thanh truyền hình Đại Trà Vinh. Học tốt bài hôm nay, các con cần chuẩn bị toán lớp 2 tập 1, tập bút, bản con phấn, qua tính. Ngoài ra các con cần chọn vị trí ngồi thích hợp để tiện theo dõi và lắng nghe thầy hướng dẫn. Rất mong phụ huynh đồng hành cùng các con để các con hoàn thành tốt bài học hôm nay. Trước khi vào học, thầy mời các con tham gia hoạt động khởi động. Các con quan sát tranh. Các con thấy gì trong tranh? À, trong tranh có có nhà, có cây, có hoa, có nhiều bạn thỏ. Mỗi bạn thỏ có một phép tính cộng hoặc phép tính trừ. Có bạn gái và nhiều củ cà rốt. Bạn gái này tên là Duyên. Bạn Duyên cho thỏ ăn. Bạn thỏ muốn ăn củ cà rốt thì thực hiện được phép tính mà mình có. Vậy bằng thỏ nào được ăn đây? Thầy mời các con cùng tham gia nhé. Củ cà rốt mang số 11. Bạn thỏ nào mang phép tính có kết quả bằng 11 đây các con? À, bạn thỏ mang phép tính 4 cộng 7 bằng 11. Vậy bạn thỏ mang phép tính 4 cộng 7 được thưởng củ cà rốt củ cà rốt tiếp theo mang số 6. Vậy bằng thỏ nào mang phép tính có kết quả bằng 6 để được thưởng củ cà rốt đây các con? À, bằng thỏ mang phép tính 15 trừ 9. 15 trừ 9 bằng 6. Vậy bằng thỏ mang phép tính 15 trừ 9 được thưởng củ cà rốt. Cũ cà rốt tiếp theo mang số 9. Bằng thỏ nào mang phép tính có kết quả bằng chính để được thưởng củ cà rốt đây. À, bạn thỏ mang phép tính 16 trừ 7. 16 trừ 7 bằng 9. Bạn thỏ mang phép tính 16 trừ 7 được thưởng củ cà rốt. Củ cà rốt tiếp theo mang số 16. Bạn thỏ nào có phép tính có kết quả bằng 16 À bạn thỏ mang phép tính 9 cộng 7 bằng 16 Vậy bạn thỏ mang phép tính 9 cộng 7 được thưởng củ cà rốt Củ cà rốt tiếp theo có số 13 Bạn thỏ nào có phép tính có kết quả bằng 13 đây các con À bạn thỏ có phép tính 6 cộng 7 bằng 13 Vậy bạn thỏ mang phép tính 6 cộng 7 được thưởng củ cà rốt À còn bạn thỏ cuối cùng mang phép tính 14 trừ 9, 14 trừ 9 bằng mấy với các con? Các con đoán xem củ cà rốt cuối cùng mang số mấy đây? À, củ cà rốt mang số 5, đó là kết quả của phép tính 14 trừ 9. Bạn thỏ mang phép tính 14 trừ 9 được thưởng củ cà rốt. Các con và bạn Duyên đã cho thỏ ăn rồi. Các con cũng vừa ôn lại các phép cộng và phép trừ trong phạm vi 20. Hôm nay, thầy hướng dẫn các con học bài mới. Bài có tên là Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20. Thầy mời các con nêu lại từ bài hôm nay. Thầy mời các con vở sách giáo khoa trang 94-95. Bài này các con học trong 2 tiết. Tiết này thầy hướng dẫn các con hoàn thành bài tập 1 bài 2, bài 3. Còn bài 4 trang 94 và bài 5 trang 95 các con sẽ được học ở tiết sau. Yêu cầu cần đạt của bài học hôm nay luyện tập tổng hợp về cộng trừ trong phạm vi 20 phát triển các năng lực toán học. Thầy mời các con tham gia bài tập số 1. Các con đọc yêu cầu cùng thầy tính nhẩm. Bài này có 3 cột tính Mỗi cột tính có hai phép tính cộng và hai phép tính trừ. Các con hãy dựa vào kiến thức đã học tính nhẩm nhé. Các con hãy nêu kết quả cho người thân con nghe. Thầy mời các con thực hiện bài tập này vào trong vở bài tập. Các con làm chú ý, có thể là kết hợp tiếng vai tính để con tính hoặc là nhẩm được thì rất là tốt. Con ghi kết quả cho sạch đẹp nha các con. Những phép tính này các con đã học được ở các tiết trước rồi Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 20 đó các con Các con thực hiện xong chưa? À nếu các con thực hiện xong rồi thì mời các con nhìn lên cùng kiểm tra kết quả với thầy nhé Phép tính thứ nhất 9 cộng 3 9 cộng 3 bằng mấy với các con? À 9 cộng 3 bằng 12 phép tính 3 cộng 9 3 cộng 9 bằng mấy với các con 3 cộng 9 bằng 12 Các con chú ý Phép tính 9 cộng 3 và 3 cộng 9 Có cùng số hạng 9 và 3 Nhưng vị trí số hạng thay đổi 9 cộng 3 bằng 12 3 cộng 9 bằng 12 Trong phép tính cộng Khi ta đổi chỗ hai số hạng cho nhau Thì kết quả không thay đổi các con thực hiện phép tính tiếp theo 12 trừ 9 12 trừ 9 bằng mấy với các con À 12 trừ 9 Bằng 3 Phép tính 12 trừ 3 12 trừ 3 bằng 9 Từ phép tính 3 cộng 9 bằng 12 12 là tổng Chúng ta dễ dàng Nêu được kết quả của hai phép tính trừ Là 12 trừ 9 bằng 3 12 trừ 3 bằng 9 lấy tổng trừ đi số hạng này thì được số hạng kia. các con nhớ và thực hiện dễ dàng hai cộng tính tiếp theo. Phép tính tiếp theo, 7 cộng 8. 7 cộng 8 bằng mấy với các con? À, 7 cộng 8 bằng 15. Phép tính 8 cộng 7. 8 cộng 7 bằng 15. Trong phép tính cộng, khi ta đổi chỗ hai số hạng cho nhau thì kết quả không thay đổi các con thực hiện phép tính tiếp theo nhé 15 trừ 7 15 trừ 7 bằng mấy với các con 15 trừ 7 bằng 8 phép tính 15 trừ 8 15 trừ 8 bằng bằng 7 các con quan sát 8 cộng 7 bằng 15 15 là tổng các con dễ dàng nêu được hai kết quả của phép tính tương ứng là 15 trừ 7 bằng 8 15 trừ 8 bằng 7 Lấy tổng trừ đi số hạng này thì được số hạng kia. Các con xem phép tính 6 cộng 5. 6 cộng 5 bằng mấy với các con? À, 6 cộng 5 bằng 11. Phép tính 5 cộng 6. 5 cộng 6 bằng 11. Phép tính 11 trừ 6. 11 trừ 6 bằng 5. Phép tính 11 trừ 5. 11 trừ 5 bằng 6. Các con đã hoàn thành các bài tập cùng thầy rồi. Các con có kết quả giống như trên của thầy là các con làm đúng. Thầy có lời khen. Ở bài 1, các con đã được tính nhẩm phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20. Trong phép cộng, khi thay đổi hai số hạng cho nhau thì kết quả không thay đổi. Từ một phép tính cộng, ta có thể nêu ngay kết quả hai phép tính trừ tương ứng. Như 3 cộng 9 bằng 12, 12 trừ 9 bằng 3, 12 trừ 3 bằng 9. Thầy mời các con sang bài tập số 2. Thầy mời các con đọc yêu cầu cùng thầy. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính. Các con đọc lại yêu cầu. Các con quan sát tranh thấy gì trong tranh? À, trong tranh có nhiều bạn gà con. Mỗi bạn gà con có mang một phép tính, phép tính cộng hoặc phép tính trừ. Ở giữa có ba gà mái mẹ Gà mẹ mang một số Số đó là kết quả tương ứng của phép tính gà con mang Bạn gà con muốn về với mẹ Thì phải thực hiện được phép tính của mình Thầy mời các con cùng tham gia giúp các bạn gà con nhé Bạn gà con mang phép tính 9 cộng 4 9 cộng 4 bằng mấy với các con? À 9 cộng 4 bằng 13 bạn gà con mang phép tính 3 cộng 8 3 cộng 8 bằng mấy với các con 3 cộng 8 bằng 11 bạn gà con mang phép tính 11 cộng 2 11 cộng 2 bằng mấy với các con 11 cộng 2 bằng 13 bạn gà con mang phép tính 19 trừ 8 19 trừ 8 bằng 11 bạn gà con bằng phép tính 17 9 17 9 bằng 8 Bạn gà con bằng phép tính 7 6 7 6 bằng 13 Bạn gà con bằng phép tính 12 4 12 4 bằng bằng 8 bạn gà con bằng phép tính 7 cộng 4 7 cộng 4 bằng 11. Bạn gà con mang phép tính 16 trừ 8. 16 trừ 8 bằng, bằng 8. Các con đã giúp các bạn gà con tìm được kết quả tương ứng với phép tính của mình rồi. Bây giờ các con hãy giúp các bạn gà con tìm về với mẹ của mình nhé. Bạn gà con nào mang phép tính có kết quả bằng 13 về với mẹ của mình mang số 13. Phép tính nào đây các con? À phép tính 9 cộng 4 Bạn gà con nào mang phép tính có kết quả bằng 13 đây Mời bạn mang phép tính có kết quả bằng 13 về với mẹ Bạn gà con mang phép tính 7 cộng 6 Và bạn gà con nào nữa À bạn gà con mang phép tính 11 cộng 2 Tiếp theo bạn gà con nào mang phép tính có kết quả bằng 8 sẽ về với mẹ mình À, bạn gà con mang phép tính 17 trừ 9. À, bạn gà con mang phép tính 12 trừ 4. Còn bạn gà con nào nữa đây các con? Bạn gà con mang phép tính 16 trừ 8. Mời các bạn gà con mang phép tính có kết quả bằng 11 về với mẹ của mình. Trước tiên là bạn mang phép tính 3 cộng 8. Bạn nào nữa đây? Bạn gà con mang phép tính 19 trừ 8 và bạn gà con bằng phép tính 7 cộng 4 các con đã giúp các bạn gà con tìm về đúng với mẹ của mình rồi thầy có lời khen các con thầy mời các con đọc lại các phép tính có kết quả bằng 13 9 cộng 4 bằng 13 7 cộng 6 bằng 13 11 cộng 2 bằng 13 thầy mời các con đọc các phép tính có kết quả bằng 8 17 trừ 9 bằng 8. 12 trừ 4 bằng 8. 16 trừ 8 bằng 8. Thầy mời các con đọc các phép tính có kết quả bằng 11. 3 cộng 8 bằng 11. 19 trừ 8 bằng 11. 7 cộng 4 bằng 11. Các con vừa ôn tập lại các phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 nhé các con bài tập 2 các con có thể lấy thước và biết gạch nối từ phép tính đến gà mẹ nhé các con. Tiếp theo thầy mời các con sang bài tập số 3. Bài 3. Dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Nhiệm vụ của các con điền các dấu thích hợp vào dấu chấm hỏi để đúng với yêu cầu của bài toán. Đối với bài toán dấu lớn, dấu bé, dấu bằng, các con thực hiện theo 3 bước. Bước 1. Các con tìm kết quả phép tính Bước 2 các con so sánh Bước 3 các con điền dấu Thầy mời các con thực hiện bài tập này vào quả bài tập Thầy mời các con thực hiện Khi thực hiện các con có thể kết hợp với quay tính để tính Hoặc là các con tính nhẩm Các con ghi kết quả vào bản con Rồi ghi vào cho nó đúng sạch đẹp nhé các con Các con thực hiện xong chưa? À nếu các con đã thực hiện xong rồi Thầy mời các con nhìn lên cùng kiểm tra kết quả với thầy Trước tiên các con tìm kết quả phép tính 8 cộng 8 8 cộng 8 bằng 16 Kết quả phép tính 8 cộng 5 8 cộng 5 bằng 13 Lúc này ta tìm được kết quả rồi Bước 2 các con so sánh 16 như thế nào với 13 đây? 16 lớn hơn đúng không các con? Vậy các con sẽ điền dấu Con điền dấu gì vào đây 16 lớn hơn 13 Do đó các con điền dấu Dấu lớn Vậy 8 cộng 8 lớn hơn 8 cộng 5 Các con chú ý Số hạng thứ nhất Của phép tính là 8 Số hạng thứ hai 8 Số hạng thứ hai bên đây là 5 Vậy 8 lớn hơn 5 Các con dễ dàng điền được dấu lớn Đúng không các con ta tìm kết quả phép tính 9 cộng 7 9 cộng 7 bằng 16 Bên kia 7 cộng 9 cũng bằng 16 Vậy các con so sánh 16 với 16 thì như thế nào? À 16 với 16 bằng nhau Bằng nhau thì con điền dấu gì đây các con? Con điền dấu bằng Đối với bài toán này các con dễ dàng điền được dấu bằng trong phép tính cộng khi ta đổi chỗ hai số hạng cho nhau thì kết quả không thay đổi. Phép tính tiếp theo 14 trừ 6. 14 trừ 6 bằng 8. 14 trừ 7. 14 trừ 7 bằng 7. Con so sánh 8 và 7 như thế nào? 8 như thế nào so với 7 đây các con? 8 lớn hơn 7. Do đó ta điền dấu dấu lớn 14 trừ 6 lớn hơn 14 trừ 7 phép tính 17 trừ 8 bằng 9 phép tính 18 trừ 7 bằng 11 9 như thế nào so với 11 các con điền dấu xem à 9 bé hơn 11 do đó mình điền dấu bé 17 trừ 8 bé hơn 18 trừ 7. Các con có kết quả giống như trên là các con làm đúng. Thầy có lời khen. Để củng cố lại bài học hôm nay, thầy mời các con tham gia trò chơi. Đó là trò chơi hái lọc. Sắp đến Tết rồi mình hái lọc để được may mắn nha các con. Thầy mời các con hái lọc thứ nhất. Muốn hái được lọc thì các con phải thực hiện một yêu cầu yêu cầu là gì đây? À, thực hiện phép tính 4 cộng 8. Ở đây thầy có 3 đáp án A, B, C. Các con chọn. Lọc thứ nhất 4 cộng 8 bằng mấy vậy các con? À, 4 cộng 8 bằng 12. Vậy thì lọc thứ nhất mình sẽ được được hái rồi. Mời các con cùng tham gia hái lọc thứ hai à, lọc thứ hai có phép tính 15 trừ 7 thầy có 3 đáp án A, B, C các con chọn cho thầy nhé 15 trừ 7 bằng bằng 8 vậy lọc thứ hai mình cũng đã được hái rồi đúng không các con lọc thứ ba có yêu cầu gì đây 13 trừ 9 13 trừ 9 thầy có 3 đáp án A, B, C các con chọn nhé À 13 trừ 9 bằng 4 đáp án A là đáp án đúng. Mình sẽ được hái lọc thứ ba đúng không các con? Lọc cuối cùng hôm nay của mình học là có yêu cầu 9 cộng 9. Thầy cũng có 3 đáp án các con chọn nhé. 9 cộng 9 bằng 10, 18. Vậy thì lọc cuối cùng mình đã được hái rồi. các con cùng tham gia trò chơi hái lộc năm mới sắp đến cũng chúc các con được nhiều may mắn qua bài hôm nay các con biết thực hành cộng trừ trong phạm vi 20 các con cần hoàn thành các bài tập của mình với bài tập 2 các con có thể lấy thước và biết gạch nối từ phép tính đến gà mẹ nhé các con các con cần chuẩn bị ôn tập về phép cộng phép trừ trong phạm vi 20 trang 94 bài tập 4 và bài 5 trang 95 Tiếp sau các con sẽ được học Tiết học của mình đến đây là kết thúc rồi. Chúc các con vui khỏe và chuẩn bị tốt cho tiết học sau nhé. Xin chào các con.